Còn cái đầu người này thì có cũng rất là lâu rồi, lâu đời rồi, từ thời không biết thời nào tới nay luôn chứ không phải là mới đây nghe quý vị, từ Lý Kiếp tới giờ rồi. Nhưng mà cũng có người quay, cũng có người ít ít đưa lên. Nhưng mà lúc trước thì không có xuất hiện Sư Minh Tuệ nên cái đầu người này chưa có nổi tiếng. Hiện giờ làm như nổi tiếng trên mạng luôn nha. Nhìn bên hông thì mình nhìn nó chỉ thấy một cái phía cạnh nào nó giống người ta thôi. Mà thật sự cái video này thì nó không có giống nha. Trước mặt thì nó không có giống gì hết. Nó mong quý vị cũng quan hỷ. Thì đây là cái video mà mình quay để xác thực lại cục đá nha. Tại Nung Két nha quý vị. Đó, Nung Két thì có rất nhiều cái tảng đá nè. Đây là cái tảng đá này cũng giống cái đầu người nè, hình ma quỷ nè. Nếu mình lại gần thì nó cũng giống luôn quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì mình đến với núi Ông Két quý vị. Đây là cái đường đi lên cái mỏ Ông Két ẩn nha quý vị. Thì ngày xưa thì đi nó rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ thì đường rất là dễ quý vị ơi. Đi cũng rất là mau tới luôn. Mình có cái lộ mới mở nha. Mình đi theo cái hướng nhà bàn đi vô cái lộ mới mở đó. Mình hỏi người ta chỉ mình đi chạy lên đây để mình đi cập nhật lại cái nơi món cái ẩn vậy. Ở đây thì cũng có cục đá giống đầu người. Chào chú. Chánh thấy chú lên sớm chút là có người ta mới vừa xuống hết vậy hả? Thấy cục đá có đầu người giống Minh Tệ hả chú? Chú rồi. Tại con nghe ta nói giống giống qua, con bữa nay con mới lên thử coi có nó giống hay không, chứ còn thật ra là nó không có. Giờ đi lên chảnh đi thẳng lên đây. Dạ. Đó có cái bực chú lên cái thẳng lên đó có cái điện rồi. Đầu tiên. Rồi. Rồi cái đó cục đá bự chú giờ bên kia chứ con xét rồi đó. Rồi, cảm ơn chú ha. Dạ, đoạn mới xuống ha chú. Đó, đi mấy người đó, ta vui vẻ, con quay phim, ta la làng, chết đó, chơi rê. Vậy đó ha. Có chú nãy chú vui lắm. Dạ, mừng quá vui ha. Kệ con quay trễ không sao. À, cái lộ phía dưới như vậy. Đó, mình lên đây cái đường rất dễ đi luôn. Hồi đó cái đường đâu có mòn dữ vậy. Mà từ ngày xuất hiện cái cục đá nghe nói giống nha. Ngọc Tâm thì không có nói giống nha. Tại vì mình chưa có đi lên tới chảnh cái gì đó. Mình lên trên giờ cái đường nó mòn rất là dễ đi luôn. Hồi xưa thì nó gặm gạp. Mấy năm trước thì mình có đi quay một lần rồi, nhưng mà lúc đó thì chưa xuất hiện Minh Tệ. Nó đường thì giờ nó dễ đi rồi, có cái đường mòn. Cái đường nào không biết đường nào lên luôn. Rồi chắc đường này quá vậy ơi. À đúng rồi. Đó. Trên đây thì mình thấy cái cục đá nó rất là đẹp luôn. Mình phải đi lòn dưới này. Hù. Quá đẹp rồi gì. Tới đây không thấy đẹp rồi đó. Hết biết cục đá khổng lồ. Mình đi lòn phía dưới. Ui, xe buýt đừng đi vậy. Thôi hơi phải về là đi đường kia. Có cái mỏ nó nhô ra rất đẹp ha. Đi đường bên đây quý vị. À, bên đây nó có cái đường lên. À, có những cục đá lơm chơm rất là đẹp luôn. Bên đây nó còn cái đường mòn ra. Thời gian này thì bà con cũng xôn xao nhiều cái dư luận. Người thì phái bên Minh Tuệ, người thì cũng bài bác đủ thứ chứ cái gì ơi. Ra mình tu thì
theo đường lối của thầy dạy, là Phật dạy. Ôi quá mệt luôn. Rồi mình tới đỉnh rồi đó quý vị ơi. Đó, mình tới cái chỗ mỏ ông két rồi nè. Đây, những cục đá lưu ly rất là đẹp luôn. Đá nó tròn. Đó, xưa thì mình có đến đây rồi một lần nha quý vị. Nên là mình đi hướng khác lên chứ không phải là hướng này. Ô những tảng đá nè. Đó, rất là đẹp luôn. Trước làm như mình đi hướng này lên nè. Đó, giờ này thì mình đã bước lên được phía trên. Đây cục đá nó tròn nè. Nó tròn mà nó dính ở dưới một xíu thôi vậy, như trái banh vậy đó. Thấy không? Có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Mình cũng đã thấy cái hình đồng người đó, sát một bên luôn cái gì ơi. Sát một bên luôn rồi. Đây là ngày xưa thì người ta nói đặt cái này là mỏ ông két hai nha. Thật ra thì ông két thì không có một, có hai. Nhưng mà người ta phân biệt cho nó dễ biết cái điểm như vậy để tham quan. Nó ngày xưa thì cục đá nguyên. Đá nó nguyên khối vậy nè, thì nó tét ra. Đó, nó tét ra cái gì? Lót xuống thành một cái chởm mỏ nó ve ra, cho nên giống mỏ ông két. Đó. Nhìn thấy không? Còn cục đá đồng người sát một bên luôn. Đó, giống cái lưng, thấy không? Cái lưng này. Mình không có quay qua cái hướng bên kia được, không biết mình lội ra bên kia nó có được hay không. Mình chỉ quay được cái hướng bên hông thôi quý vị. Cái hướng bên hông nè. Thì nó giống cái đầu người thôi nha. Ở đây mình nói giống đầu người thôi chứ không có nói là giống sư Minh Tệ gì cả. Để mình zoom lại gần cho quý vị mình xem ha quý vị. Đây mình sẽ zoom lại sát một bên cho quý vị mình xem. Cái hình nó giống cái đầu người, rất là giống luôn đó. Ngày xưa thì cách đây 3-4 năm đó, mình cũng có quay một clip tại đây thì, trong đó thì chú Tư Phương cũng đang thuyết giảng quý vị. Thì lúc đó thì chưa xuất hiện sư Minh Tệ. Ra hiện giờ thì cái hình người này nghe nói tin đồn thôi, ta nói giống thôi, quý vị mình tưởng tượng sao cũng được. Theo mình thì cục đá này nó có từ lâu rồi nha, chứ không phải mới đây. Giờ mình quay thì nói cục đá thôi, đá giống đầu người thôi chứ không nói là giống ai. Đó. Chứ mình nói nó sai sự thật thì cũng mang tội vậy. Do sức tưởng tượng của con người thôi. Bên bển thì nghe rừng rậm quá mà không biết có đi qua bên đó được hay không. Nếu mà đi được thì mình cũng len lỏi mình đi quay trực diện trước mặt cái gì cho quý vị mình xem rõ luôn để mình tìm cách hôm qua không biết có đường qua hay không. Chứ bên đây mình đứng qua bên kia thì mình thấy cũng rất là giống đầu người. Đây là những chấm đá nè, rất là đẹp luôn cái gì. Chỗ đá rất là đẹp luôn. Ở trên kia nữa quý vị. Trên kia cũng còn một cái hình nó giống cái đầu người nữa nè. Đó, mình mà xa quá mình đi không có tới nữa. Đó, quý vị thấy không? Rất là giống luôn. Nhưng mà nó cao quá cao. Mình đi tham quan thì lên trên cái đỉnh này mình đi xuống cái gì. Ở trên đó thì cũng có nhiều cái điểm để tham quan, không có cái cảnh địa ngục rồi đó vậy. Trên đó thì mất gấp vé. Còn cái đầu người này thì có cũng rất là lâu rồi, lâu đời rồi, từ
thời không biết thời nào tới hiện nay luôn, chứ không phải là mới đây nghe quý vị, từ lý kiếp tới giờ rồi. Nhưng mà cũng có người quay, cũng có người ít đưa lên. Nhưng mà lúc trước thì không có xuất hiện Sư Minh Tệ nên cái đầu người này chưa có nổi tiếng. Hiện giờ làm như nổi tiếng trên mạng luôn nha. Mà tín đồ Hòa Hảo rồi cũng nói theo nữa. Đây là cái sự mình không có khẳng định là giống ai, nhưng mà mình chỉ biết cục đá này nó giống đầu người thật thôi, giống đầu thôi chứ không có nói giống ai nha quý vị. Cũng cái gù cái lưng vậy đó, cũng như là quải cái nải vậy đó. Có lỗ tai rồi ha, có mò, có cái mỏ nhọn rồi càm rồi đó. Có cái ngắn cần cổ rồi nữa. Đây là sự tạo hóa của thiên nhiên rất là đặc biệt. Nơi vùng núi mà có nhiều sự màu nhiệm cái gì. Đây là cái giống mỏ ong két thôi, giống mỏ ong chim gì chứ không phải là chim mỏ ong két nữa. Nhưng mà ta gọi là mỏ ong két hai thì mình cứ cho vậy luôn đi hết quý vị. Nghe nó cục đá nó tét ra nó rớt xuống dưới này mà mình không biết cục đá nào nằm phía dưới quý vị. Nè cái dấu bể nó còn nè, cái dấu bể nó còn. Ở phía dưới nghe nó rớt ở phía dưới quý vị. Mình thấy cục đá nó rạn dạng ở dưới cái tre, nó rớt phía dưới quý vị ơi. Mình đi vòng quanh qua bên kia cái coi sao hay cái gì hết hồn. Chào ông. Ừ. Con ở đây hả gì hả? Dạ. Con ở đây hả? Đâu? Dạ con ở đó, nhà con ở đằng sau quán nước. Dưới quán đây hả? Dạ. Ừ. Có đòn lên hay gì vậy cưng? Dạ. Nha. U. Thấy không? Nãy. Ờ à, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng cục đá rồi. Đúng cục đá rồi. Tên tên gì vậy cháu? Tên Ngọc Tâm. Ờ đúng rồi con, đúng rồi con. Quay luôn. À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, kính thưa quý vị thì hôm nay thì Ngọc Tâm lên trên núi Anh Vũ Sơn, còn gọi là núi ông Két quý vị. Ở đây thì ông ngày xưa người ta kêu là ông Két Thẳng đó. Cách đây cũng gần 3 năm thì Ngọc Tâm có quay chỗ này. Thì nơi đó thì có một cái đầu người quý vị. Hiện giờ trời đang mưa cho nên Ngọc Tâm ẩn trong cái điện thoại trong cục đá. Thì, sẵn đây thì cũng đọc lại một cái đoạn trong bài Viếng Mộ Ông Két mà ngày xưa Đức Thầy cũng dẫn môn nhân đệ tử lên trên núi ông Két này, thì Đức Thầy mới ngâm lên những cái câu trong bài Viếng Mộ Ông Két. Mời quý vị cũng lắng nghe hả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Non tiên gió mát tội lòng thay, tức cảnh thế gian nhà một bài, có tưởng ước mơ về nhược thấy ngạc gì không canh lấy gì bay, nhắc xác phàm phu viếng non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay, chớ sơn bãi núi điều quý tổ thầy tớ cảnh tiên gõ mặt mày,
Nhìn xem cây đá gió lung lay, sáng lại lui chân chở gót ngài. Vậy hỡi chư thần mau nói gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cay. Lầu đài núi Cấm Lộ nay mai thức tình chúng sanh mới tỏ bài. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì giờ này thì mình nhìn đối bên hông á, thì đối diện thì mình thấy giống nha quý vị. Thì lát nữa thì mình đi lại hướng trước mặt, mình thấy cái quang cảnh trước mặt như thế nào. Giờ này mình đi xuống dưới ha quý vị, chạy đường phía dưới rồi mình quay lại cái hướng phía trước mặt cho quý vị mình xem. Thật ra là không có giống gì hết trơn ha quý vị. Thưa quý vị, thì thật sự ra thì cái cục đá mà đầu người giống sư Minh Tuệ đó quý vị, nhưng mà mình nhìn cái hướng khác thì nó không phải như vậy nha quý vị. Chỉ mình nhìn nghiêng một cái góc bên cái chân núi, cái nơi mà người ta nói mỏ cát ẩn thôi, mình nhìn xuyên qua mới thấy giống thôi. Nhưng mà nhìn cái hướng đối mặt nè, bên hông là mình zoom lại nó hơi màn hình hơi ảo mà mờ chút nha quý vị, thì không có giống nha. Tại vì cục đá này nó nằm châm lơm trên một cái tảng đá bự. Nhìn bên hông thì mình nhìn nó chỉ thấy một cái phía cạnh nào nó giống người ta thôi. Mà thật sự cái video này thì nó không có giống nha. Trước mặt thì nó không có giống gì hết. Nó mong quý vị cũng quan hỷ. Thì đây là cái video mà mình quay để xác thực lại cục đá nha, tại Nung Két nha quý vị. Nung Két thì có rất nhiều cái tảng đá nè. Đây là cái tảng đá này cũng giống cái đầu người nè, hình ma quỷ nè. Nếu mình lại gần thì nó cũng giống luôn quý vị. Mình không có thời gian để mình đi lên đó được. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video rồi. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.